Thời gian qua, các nhà thiết kế vũ khí đã chọn lối đi phát triển những phương tiện chiến đấu không người lái, vừa nâng cao sức mạnh hỏa lực trên chiến trường, đồng thời giảm thiểu nguy cơ thương vong cho binh sĩ. Một trong những sản phẩm như vậy là Themis, do công ty Mirem của Estonia chế tạo. Themis là một phương tiện chiến đấu không người lái đa năng, có khả năng thực hiện nhiệm vụ trinh sát, chi viện hỏa lực, vận chuyển hàng hóa và binh sĩ bị thương. Về vũ khí, tháp pháo của xe gồm hệ thống tìm kiếm và chỉ thị mục tiêu quang hồng ngoại tiên tiến, đồng thời có thể lắp súng máy hạng nhẹ và hạng nặng, súng phóng lựu 40mm, pháo tự động 30mm hoặc kể cả các loại tên lửa chống tăng. Nhờ trang bị động cơ điện diesel, nó có khả năng hoạt động rất êm trên chiến trường, cho phép bí mật xâm nhập khu vực phòng thủ đối phương mà ít gây ra tiếng động. Phối thuộc với xe còn bao gồm máy bay không người lái cỡ nhỏ, giúp người điều khiển nắm bắt địa hình và mục tiêu trong quá trình tác chiến.